Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối khóa với app. Thì đầu tiên mọi người tải app Your Smart Goal này về và đăng ký tài khoản, sau đó vào trong app. Rồi mọi người chọn cái mục thêm thiết bị ở giữa, chọn cái phần wifi. Rồi lúc này ở trên khóa thì mọi người sẽ chạm cho khóa sáng lên, sau đó bấm sao thang, nhập cái admin của mọi người vào. Rồi sau đó mọi người chọn vào cái mục số 2. Rồi chọn vào mục số 4. Mọi người bấm số 1 để bật cái wifi lên. Chọn wifi. Rồi máy báo như thế này thì mọi người vào cái phần cài đặt của điện thoại. Mọi người xem cái phần wifi để tìm cái wifi của khóa. Rồi lúc này mọi người sẽ kết nối với cái wifi có chữ Cloud Home này nè. Rồi sau khi mà mọi người kết nối thành công thì mọi người sẽ vào lại trên app và chờ cái app hiển thị cái wifi ở nơi mà mọi người đã đặt khóa. Rồi mọi người chọn cái wifi đúng nơi mà mình đặt khóa nha, tức là wifi ở nhà của mình á. Mọi người bấm chọn vào và nhập mật khẩu wifi vào, sau đó bấm kết nối. Rồi màn hình trên khóa hiển thị như vậy thì mọi người cứ để yên nha. Đây, sau khi kết nối thành công thì máy sẽ báo như thế này. Rồi mọi người kết nối xong thì bấm finish. Rồi sau khi kết nối xong thì máy sẽ hiển thị lên như thế này. Đây thì để mà mọi người có thể yêu cầu bấm mở khóa từ xa thì mọi người sẽ bấm chuông ở đây. Rồi mọi người sẽ đợi cái khóa gửi tín hiệu về trên điện thoại để mình xác nhận mở từ xa. Đây thì lúc này trên app nó sẽ gửi cái thông báo như thế này và mọi người có thể bấm vào để xem. Để xem thử là có ai đang đứng ở phía trước cái khóa để điều khiển khóa. Rồi mọi người cũng có thể bấm vào đây để trao đổi nè. Thì giả sử như mà nếu mà có ai di chuyển ra trước cái khóa sẽ có hiện lên. Đây như này. Và mọi người có thể bấm vào lúc này để mọi người có thể truyền cái âm thanh đến chỗ cái người dùng đang đứng trước cái khóa. Và bấm vào đây để xác nhận mở khóa. Thì lúc này nếu mà mọi người cài mật khẩu thì trên khóa sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của app. Đó, như thế này. Rồi ngoài ra mọi người có thể xem lịch sử hiển thị trên app, tức là nếu mà có ai bấm chuông hay là mở khóa từ xa hoặc là mở bằng vân tay hay thẻ từ thì trên khóa nó cũng sẽ hiển thị. Ai ví dụ như mình vừa mới mở bằng ngón tay nè thì mọi người chờ xíu, cái lịch sử sẽ hiển thị lên trên này. Đây như thế này, nó hiển thị là lịch sử, vừa có một cái ngón tay để mở khóa nè. Rồi trên app mọi người cũng có thể điều chỉnh để mọi người xem được cái trực tiếp là hiện tại trước khóa đang có ai thì mọi người bấm vào đây. Rồi mọi người chọn cái cài đặt video nè. Rồi ở đây hiện tại đang tắt rồi thì mọi người sẽ phải bật lên, thì tùy chỉnh theo nhu cầu mà khi mà mọi người sử dụng. Thì nếu mà mọi người cài cái thời gian lớn thì cái pin nó sẽ nhanh hết, thì thông thường mình nghĩ là chắc là mọi người sẽ sử dụng 5 phút thôi, hoặc là mọi người có thể để vĩnh viễn luôn, tức là mỗi lần bấm vào khóa mình đều có thể bấm vào trên cái phần mềm ứng dụng này, mọi người đều có thể xem thử là có ai đang đứng ở bên trước cái khóa của mình. Hiện tại mình để mẫu thử thì mình sẽ để 5 phút thôi. Đây rồi mọi người bấm OK. Đây ở đây nó có hướng dẫn cho mọi người là cái camera trên cái máy nó sẽ được mở lên sau trong vòng sau khi mà 5 phút mọi người bấm vào trên cái camera trên app, tức là chậm nhất là 5 phút rồi mình thoát ra. Rồi
Rồi sau khi mà mọi người cài xong á, mọi người nhớ là chạm cho khóa sáng lên một lần để khóa nhận diện là mình vừa mới thay đổi cái chức năng này. Thì lúc này trên khóa trên app điện thoại mình mới có thể sử dụng được cái tính năng đó. Thì để kiểm tra, mọi người sẽ thấy là lúc này trên app nó sẽ thay đổi hình ảnh nè, và nó không còn là hình cái khóa nữa mà nó sẽ đổi thành hình camera. Thì khi mọi người muốn xem thử là hiện tại đang có ai đang đứng ở trước cái khóa này thì mọi người sẽ bấm vào đây. Rồi thì mọi người sẽ chờ khoảng. Rồi thì lúc này mọi người sẽ xem được là có ai đang đứng ở phía trước cái khóa. Và cái thời lượng mà chiếu cái này á nó sẽ kéo dài. Đây, thời lượng mà mọi người xem cái này nó sẽ kéo dài trong cái khoảng thời gian mà mọi người đã cài, ví dụ như ban nãy mình cài 5 phút thì nó sẽ kéo dài trong vòng 5 phút thôi thì nó sẽ tự động tắt, hoặc là mọi người bấm vào lúc này để tắt. Còn trong trường hợp nếu mà mọi người muốn được điều khiển mở từ xa thì mọi người phải tắt đi, và mọi người yêu cầu người nhà là bấm chuông này để cho khóa gửi cái yêu cầu lên lên trên cái app này thì lúc này mình mới xác nhận mở được. Còn khi mà mọi người bấm ở đây thì mọi người chỉ xem được thôi chứ mọi người không có bấm cái nút mở khóa ở đây được. Đây như này mọi người sẽ có thể xem được. Rồi còn nếu mà mình muốn truyền âm thanh thì bấm vào đây để trao cái chuyển đổi cái âm thanh từ vị trí người sử dụng điện thoại đến chỗ vị trí của cái người đang đứng ở trước cái khóa.